xin chào ba cô chú chị và Hạnh đến ấp Thanh Hiệp, Thanh Lộc, thuộc huyện Rồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Hôm trước thì Hạnh có lại chỗ này thì quay cái hoàn cảnh của cô Hằng 60 tuổi, cô bị bệnh xuất huyết não qua đời. Lần thứ nhất thì Hạnh lại thì được hai mạnh thường quân hỗ trợ, rồi giờ lần thứ hai nữa, bây giờ lần thứ ba thì Hạnh rất là cảm ơn cô chú đã yêu thương cô và dành sự yêu thương cô đặng cho cô về nên anh nghĩ cuối cùng cũng có màu yên mã đẹp đó. Hôm nay thì Hạnh lại đây lần thứ ba thì cũng được sự yêu thương của bốn nhân hở tâm, thì Hạnh mời ông bà cô chú và các bạn cùng Hạnh vào trong để trao số tiền cho chú đặng lo đám cho cô. Chú cũng đang làm lễ chuẩn bị mà đưa cô về nơi ăn nghỉ cuối cùng á. Anh sẽ vô đốt cho con nén nhang. Con chào chú nha. Hôm qua con lại đây á cũng được sự yêu thương của bốn nhà hảo tâm đặng gửi thêm cho số tiền mình đặng mình lo mồ mả cho cô đặng về nơi yên nghỉ cuối cùng đặng mà tôm tắt một chút đó. Cô chú sợ thiếu tiền rồi ủng hộ thêm số tiền dư đặng cho chú đặng lo đám nè, đặng lo được này kia ăn uống cho bà con lối xóm mình ta lại phụ tiếp mình đó. Sợ chú thì không có việc làm nữa rồi nếu mà thiếu tiền thì cũng vất vả nữa. Rồi hôm nay thì được bốn nhà hảo tâm ở bên Mỹ là lần thứ ba con lễ ha. Mạnh thường quân thứ nhất là gia đình chú An Tăng, chú Thành Tăng ở Mỹ kể cho mình là 400 đô thì con đổi được là 2.570.000 thì được 10.280.000. Mạnh thường quân hai là chú Nguyễn Quang Diễn ở Úc gửi cho mình là 3.000.000 đồng. Mạnh thường quân thứ ba Lê Thị Hoàng Mai chuyển khoản cho Hạnh 1.000.000 đồng. Mạnh thường quân thứ tư chị Võ Thị Ngọc Dung ở Sài Gòn chuyển khoản cho Hạnh là 1.000.000 đồng. Tổng số tiền hôm nay con nhận được là 15.280.000. Cảm ơn mình. Dạ. Con sẽ đưa cho chú nha. Rồi hôm nay con sẽ trao cho chú là số tiền là 15.300.000 ha. Đây con đếm nha. 1.000.000 nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.280.000 con đưa là 300 ha chú. Mình là quân nước là trong nước là nước. Dạ. Giúp cho okay. Dạ cũng nghĩ là mừng ha, là số tiền này là mình sẽ đủ là làm cho cô luôn rồi. Thì Hạnh cũng xin phép cô chú anh chị thì Hạnh cũng ngưng sự nhận ủng hộ của quý cô chú đã đến cho gia đình mình ha, bao nhiêu thì mình lo đầy đủ cho cô rồi ha. Dạ thì con sẽ đọc số tiền mà con hổng gà con nhận được con trao cho chú ha. Con lại đây là 3 lần. Lần thứ nhất là được nhóm áo trắng ở Mỹ gửi 1.000.000 đồng. Rồi được nhóm thiện nguyện năm Úc ở Mỹ gửi 1.000.000 đồng là 2.000.000. Lần thứ hai thì được ba nhà hảo tâm là nhóm áo trắng gửi cho mình là 7.680.000. Mạnh thường quân thứ hai anh Lê
Vĩnh Nguyên ở Mỹ gửi 10 triệu đồng. Mạnh Thường thứ ba, gia đình cô chú Tư ở Mỹ gửi 100 đô, hành đổi được là 2.560.000. Tổng số tiền là 20.240.000. Lần thứ ba Thành nhận được 4 nhà hảo tâm. Gia đình chú An Tăng ở Mỹ với chú Thành Tăng ở Mỹ gửi là 400 đô, Thành đổi được 10.280.000. Rồi chú Nguyễn Quang Diễn ở Úc gửi 3 triệu đồng. Thứ ba chị Lê Thị Hoàng Mai gửi 1 triệu đồng. Thứ tư chị Võ Thị Ngọc Dung ở Sài Gòn gửi 1 triệu đồng. Tổng số tiền là 15.280.000. Thì con sẽ cộng lại ha. Lần thứ nhất là 2 triệu đồng. Lần thứ hai là 20.240.000. Lần thứ ba là 15.280.000. Tổng số tiền mình nhận được là 37.520.000. Là con đã chào đầy đủ cho chú ha. Dạ. Thì ở gia đình này thì trong vòng có mấy năm mà mất hết 6 người rồi nha chú. Sự mất mát rất là lớn đối với gia đình luôn. Dạ, con cũng chúc chú nhiều sức khỏe. Chú có tiền này đủ chú mua đồ mình dán gạch cho cô luôn đi ha. Dạ. Rồi nhân đây thì Hạnh cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á, đã chung tay đang giúp đỡ cho gia đình của cô Hằng nè, đang về nơi an nghỉ cuối cùng, đang không còn sự lo âu mà thiếu tiền này kia, đang mình làm mơ mộ cho cô. Thì Hạnh xin chúc tất cả cô chú có thật nhiều sức khỏe. Giờ con chào chú đi luôn chú ơi, chúc chú nhiều sức khỏe luôn chú ơi.